Em Ri xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn cùng gia đình có một chiều 30 Tết thật là vui tươi và đầm ấm. Hiện tại thì em Ri đang có mặt trên đường Tạ Quang Bửu đây. Chiều 30 Tết này thì gia đình chúng ta thấy là tất cả các shop cây cảnh, hàng hoa, cây của bà con mang lên bán thì gần như là đã thanh lý rất là nhiều rồi. Gọi là nhiều người là dọn bỏ luôn và về sớm luôn, chấp nhận lỗ trong năm nay. Thấy là nhiều chỗ thì giảm giá sập sàn luôn. Còn mấy chục ngàn một chậu, rồi mai đồ 100 ngàn một cây. Mà thật sự mà nói thì không có ai mua gì nhiều hết. Cái sức mua hàng nó vẫn còn y nguyên như thế này đây. Và cái bước cuối để mà cho bà con đó là chúng ta thấy là chuẩn bị là dọn hàng bỏ luôn. Bỏ hết hàng vô lên xe rác luôn. Gọi là khóa bỏ lên xe rác rồi đi về. Tại vì bây giờ mà càng gồng lại thì càng lỗ thôi, không bán được gì hết. Đây là mai rất là đẹp ha, đó mình thấy là nở vàng ươm rực hết rồi. Bây giờ người mua thì không có, sổ thì cỡ nào cũng sổ hết trơn, giá nào cũng bán, mà bây giờ thật sự mà nói thì bán không có được. Đó thì những cái cây này bây giờ là coi như là người ta bẻ bỏ, bắp 20.000 cây là người ta bẻ bỏ luôn. Đó là thấy thảm thương không? Thảm thương cho giai đoạn này kinh doanh cây cảnh hoa bây giờ mà còn đầy hết, cả nhà mình thấy thì làm sao mà bán được đây? Cúc bây giờ thì bán bây giờ 40.000, 50.000 chậu, nhiều khi 100.000 chậu, mà mình thấy là cúc là phải trồng đến 6 tháng mới thu hoạch được. Không phải như bông vạn thọ là chỉ trồng 2 tháng rưỡi, tức là trồng nửa năm trời mới mà thu hoạch được, mà bây giờ bán sổ, bán rẻ, bán bỏ luôn mà không ai mua chứ. Hàng còn chất đóng như thế này đây. Đó thì chất đóng chỗ này luôn mà bây giờ thì bán biết chừng nào cho hết rồi. Coi như này là ôm hận rồi. Nhưng mà mình nhìn thấy hàng rất là đẹp ha. Bông nở tươi đều đẹp, bông lớn, bông to ha. Nụ rần rần luôn. Đó thì mình thấy hàng đây là hàng chất lượng. Nhìn cái hàng rất là chất lượng luôn chứ không phải là hàng sọt. Coi như là thua ở cái giai đoạn này rồi. Còn nguyên hàng như thế này hết trơn thì bán kiểu gì bây giờ? Khó khăn trăm bề khi mà tình hình kinh tế thì càng ngày càng gọi là suy thoái. Đó. Đó quá trời luôn, những cậu cúc bự nè, cúc nhỏ nè, vạn thọ đủ hết luôn nè. Bây giờ coi như là ngồi chịu trận hết trơn. Nét mặt của bà con tiểu thương coi như là chán đời luôn, ngao ngán, hỏi thăm ai cũng vậy chứ, biết là bây giờ là không dám hỏi thăm luôn, ngồi mà gọi là lắc đầu ngao ngán luôn. Bây giờ không biết sao bán kiểu này thì thôi, năm nay thua rồi. Kiểu này thì thật sự mà đối với những cô chú anh chị mà bán qua nhiều cái vụ Tết rồi thì có thể là có ăn có chịu, có năm này có năm kia. Nhưng mà với những cái anh chị mà mới tập tành kinh doanh á, mà lần đầu tiên mà đi bán hoa Tết mà bán kiểu này ấy, thì chắc là năm sau là lại tám đời tám kiếp luôn, không dám bán nữa, bỏ nghề luôn và chọn việc khác để làm. Mình thấy đó, bông mồng gà rồi, bông hoa đẹp tươi rối rối luôn, vàng thọ không gì nữa, nhìn quá đã luôn. Nó mà khách hàng thì người ta lại là quánh mặt làm ngơ rồi đó. Mình thấy là bây giờ tình hình như vậy thì bà con Sài Gòn thì thật sự mà nói là có chơi thú, cái thói quen là Tết là phải mua cây cảnh về trưng. Nhưng mà năm nay thì không mua trưng, nhiều nhà không trưng, thật sự mà mình thấy luôn, rất nhiều nhà không trưng. Thì mình cũng thấy được là cái tình hình kinh tế năm nay thì bà con làm ăn khó khăn như thế nào rồi, phải thắt lưng buộc bụng. Ở đây bông lúa mình thấy đẹp nè, lúa thấy đẹp nhưng mà không gầy lúa, thấy lên còn nguyên, không bán được gì hết trơn. Đó thì hàng thì quá trời, chất đóng chất ngợp, trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà mình thấy cái tình cảnh bây giờ của bà con thì khó khăn trăm bề luôn. Đó thì mai đây, quá trời mai nè, mini mai nè, 100.000 chậu, mấy chục ngàn chậu mà không ai mua hết chứ. Để bàn nhìn rất là đẹp ha, bông vàng nở rộ đủ kiểu. Đó bây giờ đã dọn hàng chuẩn bị đi về đó, dọn ghế bố, dọn ba lô rồi lên xe hết trơn rồi. Mình thấy những cái tình cảnh này mình thấy đó, khó khăn, gọi là khó khăn quá trời luôn rồi. Đó làm chăm sóc bông hoa rồi, rồi bây giờ là đầu tư biết bao nhiêu vốn vô đây, nhưng mà bây giờ thì coi như là không giải quyết được vấn đề gì hết trơn, chỉ toàn lỗ và lỗ thôi. Đó thì nhìn những cái cây cảnh này thì thấy những cái hình ảnh giống như là người anh người chị mình, người mẹ mình ở quê đảo Trần mình làm đó, rồi mang lên Sài Gòn bán, nơi đất khách với người và bán chỗ này đây. Mình thấy là có sót không, có đau không? Rất là buồn ha, nhìn thấy tình cảnh này. Có lẽ là cũng có nhiều anh chị bình luận, Ruri nói là kinh doanh mà có gì đâu mà buồn, mua bán mà ai tính giỏi thì thắng, tính dở thì thua. Mua bán thì cũng phải có lời có lỗ chứ, tại sao mua bán mà lúc mà lời để xong nói thì lúc lỗ thì khóc quá trời khóc vậy.
đó thì cũng thấy dàn thọ mà còn chất đống như thế này nè, bao bịch ni lông lại hết trơn, cái này có bán được gì đâu, nó quá trời tội cho bà con luôn đó. Thì phải nói những cái hoàn cảnh gia đình chúng ta thấy đó, thật sự thì hét giá thì cũng có nhiều người hét giá, nhưng mà những người hét giá đó, đa số họ sẽ bán không bán được. Còn hoa thì công sức của bà con làm chở từ dưới quê lên, rồi phải ngủ bờ ngủ bụi, phải canh rồi bán từ sáng tới khuya, phải rất là cực, mà nhiều khi lời không có bao nhiêu đâu, mà khả năng là năm ăn năm thua nữa, chứ không phải là lời hoài. Thì bán không được thì cũng phải lỗ sặc gạch như thế này đây, cũng tội cho bà con lắm. Mình thấy là mặc dù kinh doanh thì phải nói chuyện lợi nhuận, có lời rồi có lỗ rồi, nhưng mà còn ở đây còn cái nữa là tình người, tình người với nhau. Khi mình thấy người ta những rơi vào những cái hoàn cảnh mà gọi là ăn Tết không vô, ăn Tết không nổi như thế này đây, thì mình mới thấy là thương cho người lao động như thế nào. Mình thấy là bán sức lao động mình, không phải là bán sức lao động không đâu, bỏ vốn, bỏ công, bỏ sức vô làm nữa, phải biết nghề nữa. Đó, phải có cái nghề của mình rồi bỏ sức, bỏ công và bỏ cả đồng vốn. Mình phải làm một thời gian lâu, mình tích lũy một cái vốn thì mới thuê mặt bằng rồi mình lấy hoa về mình bán được. Chứ không phải tự nhiên mà những cái cây hoa này trên trời nó rơi xuống mà để cho người ta lại đây thì có thể là người ta kinh doanh, người ta bán được. Cho nên là nhìn tội quá trời tội luôn. Đó thì te tua tơi tả luôn, trời ơi đang buồn mà gặp đây nè, cái chữ bán nhà nữa, lô gốc nữa nè. Đó, không thấy thảm không? Đó là đang buồn rồi, gặp cảnh cây hoa tơi tả rồi. Mà bây giờ thì còn nhìn cái bảng căn nhà và chủ ở đây người ta bán nữa. Coi như là vừa bán nhà, vừa bán hoa, bán đủ kiểu luôn rồi. Đó thì bao nhiêu cái gia đình chúng ta thấy là khó khăn trăm bề luôn ha. Xe này là mình lấy hàng gì em? Lấy mai hả? À, lấy mai về. Đó thì vừa hỏi em trai ha. Cái xe gần mốt nè, xe tải gần mốt nè, đến gọi là chở mai về quê rồi đó. Thấy là khó khăn không? Giờ mai bây giờ bán không hết. Rồi coi như là mai gốc không mà bỏ thì uổng quá, chặt bỏ thì uổng, rất là tiếc luôn. Cho nên là cái xe gờ móc đó đến là chở mai về. Trời, giờ này mà chú còn nguyên một cái vườn cúc như thế này đây rồi sao bán cúc với các đường, quá trời luôn rồi. Tội cho cái hoàn cảnh của chú quá. Kinh doanh buôn bán năm nay chỗ này thì lỗ, phải là lỗ nặng luôn. Đó thì xe người ta sẽ đến rồi lấy những cái mai này đây về nè, có gốc bự gốc nhỏ mình thấy đó. Bây giờ là coi như là tiểu thương nằm gọi là đơ càng hết trơn, mình phải dùng cái từ là đơ càng này, rồi giống như là nước mắt nó muốn tuôn rơi, bỏ vốn ra quá trời luôn. Rồi bây giờ là Tết không biết về sao, về mà ăn nấu làm sao với vợ con nữa. Đi một chuyến buôn này lên Sài Gòn rồi nhiều khi nhà đâu phải ai cũng có tiền đủ hết đâu, nhiều khi phải mượn thêm gia đình bạn bè người thân lấy vốn đi, giờ cho con mượn vốn con làm ăn đi, con bán vụ hoa Tết này rồi tới 30 á rồi con về rồi con trả lại. Nhưng mà thật sự mà nói bây giờ bán tới 30 rồi hàng nó còn chất đống gì nè, lỗ sặc gạch sặc máu luôn rồi, tiền đâu mà trả. Rồi mượn tiền rồi năm nay thì chắc ơ hờ luôn. Mình thấy bao nhiêu cái hoàn cảnh, những cái bông hoa mà giờ này còn đầy hết này. Đó thì bây giờ là một số người đã thuê xe tải đến ta dọn luôn, chứ giờ biết chắc rồi, giờ có cầm cự nữa cũng bán được. Tại vì thị trường cả chục ngày nay nó đã đứng ngắt rồi thì không có lý do gì mà còn một hai tiếng là hồi cuối là bán được. Nhưng mà trừ những cái trường hợp mà con lỗ quá thì ghé cầm cự, cái kiểu này thì quá buồn. Thật sự là nói thì buồn cho cái nền kinh tế của chúng ta. Sài Gòn chúng ta hoa lệ, Sài Gòn là một cái nơi mà biết bao nhiêu anh chị em phải nói là mong mỏi đến để mà được gọi là đến Sài Gòn lao động làm việc để sinh sống lập nghiệp, mà bây giờ lại rơi vào cái cảnh này. Bây giờ cúc rồi còn có 50k một cặp, 50k một cặp mà không ai mua nữa. Gia đình chúng ta thấy cúc là phải trồng 6 tháng trời mới đem ra bán được, nửa năm trời, mà giờ là một cặp mà có 50k, sổ mà sổ sặc máu sặc gạch luôn mà cũng vẫn thua. Quá trời cái cảnh của bà con năm nay coi như là eo xèo, gọi là eo xèo dữ luôn chứ không phải eo thường thường nữa. Đó thì một số bà con là hoa dài dài đây là người ta dọn hết rồi nè, chưa tới giờ đó là ở đây nó còn đầy hết. Mà giờ biết được cái cảnh này rồi là không gán gượng nữa, tại vì thị trường năm nay là nói chung là toàn thành phố luôn, tất cả các quận huyện á, thị trường hoa cảnh và trái cây năm nay là đứng gọi là đứng ngắt luôn.
đó thì ở đây dưa hấu rồi gia đình đấy còn tàn tích lại, còn tàn tích lại đây đó thì gom đồ theo đồ phủ đây, tức là người ta dọn đi hết rồi đó thì còn lại tàn tích đây, chứng tỏ là không bán được chứ không phải là bán hết, tại còn nguyên đống đâu mà sao mà bán hết được đó, tàn tích những cái này cái bắp đồ rồi gọi là không biết đây là người ta còn bỏ lại hay là ai gom lại để bán chơi thôi, chứ không gài là những cái bắp ở đây là nguyên một đống luôn, là không bán được cây nào hết trơn. Bây giờ coi như là nó dọn nó bỏ nó về hết rồi. Quá trời năm nay tội cho bà con tiểu thương lỗ, mà lỗ sạch gạch luôn chứ không phải lỗ bình thường nữa, lỗ nặng rồi. Thương cho bà con quá. Bây giờ bông hoa cây gì, chất đóng chất chồng hết rồi, biết làm sao đây. Cuộc sống gọi là vô vàn khó khăn luôn. Đó bông hoa rồi gia đình chúng ta người ta nhổ người ta bỏ hết rồi. Đó hoa nè, chất đóng và nhổ bỏ hết rồi. Bây giờ biết làm sao bây giờ? Đó, tàn hết rồi. Bây giờ là tội cho bà con tiểu thương quá trời luôn rồi đấy. Đó, rồi chất đóng gì rồi hồi làm gì nữa, chút nữa thì cũng bỏ thôi, tức là đây tới tối 30 là cũng phải bỏ thôi, không còn cách nào khác hết trơn. Cái đường này có năm rồi là bà con bán tới 11-12 giờ đêm luôn, tới giao thừa luôn á, mà bây giờ có rồng đó giao thừa thì cũng chịu rồi, nó ế và nó lỗ sặc máu như này nè, rồi thị trường bây giờ khó khăn nữa, nhiều nhà người ta gọi là không trưng qua luôn đó. Coi như là năm nay rồi buồn ăn Tết không vô đó, thì ôm 2 chậu 3 chậu 5 chậu bây giờ là rẻ quá trời, như là vừa bán vừa cho mà rẻ như cho luôn mà đó, thì những cái câu nói đó là có thật đó. Bông bây giờ là bắt buộc phải bán giá nào cũng phải bán, tại vì không bán là bỏ, đến 1-2 ngày nữa thì nó cũng tàn hết trơn rồi, đâu có làm gì được, mà trở về thì còn lỗ sạch gạch nữa, bây giờ tốn công trở lên thôi, giờ thêm tốn công chuyến trở về nữa thì coi như là ngáo luôn á, bị ngáo luôn, bắt buộc phải bán hết, bán được sao thì bán đó. Thì gia đình chúng ta thấy là gần như luôn bây giờ là nhiều khi là chủ vườn người ta bán được là người ta bỏ nó đi về luôn, rồi có những người nó chạy vô thấy những cái gian hàng trống nó bỏ ai bán chạy vô bán đúng rồi, tự nhiên làm chủ luôn, bán được vài trăm triệu rồi bán sổ sập sàn vài trăm triệu rồi đó rồi bỏ đi đó. Thì cái trường hợp này là năm rồi đã có rồi đó, nếu là hai anh chị kia chạy ngang thấy bây giờ người ta bán lỗ quá rồi, người ta chán ta bỏ về luôn, ta bỏ nguyên đống luôn, cái nhảy vô bán viết cái bản sổ sập sàn 10.000 chậu từ mà 50.000 xuống còn 10.000, tức là mấy trăm ngàn, từ 10.000 chậu cúc chậu vàng thọ đồng giá luôn, ta thấy rẻ quá người ta vô mua sàn qua sàn lại bán được triệu mấy rồi chạy lên xe giọt đi về trốn mất tiêu rồi, mấy anh hốt rác cũng lại là nó ôm đủ một đống rác đó luôn đó, khổ mức độ đó đó. Thấy gia đình bây giờ nè, hàng ra đem ra nè, như là nhiều khi là chủ vườn đã về rồi, bạn bè hay anh em hay bà con đã lại đó, còn 1-2 người nó nán lại, nó bán được nhiều người ta bán thôi, còn đa số bây giờ là coi như là chạy hết rồi. Những cái mai đi, mai gia đình chúng ta thấy là bây giờ là phải có xe cẩu tới, mà cẩu lên xe thôi rồi trở về, thấy là tốn biết bao nhiêu tiền đấy, tiền cẩu rồi chở từ ở nhà vườn lên đây, rồi tiền mướn bãi đây, rồi ăn nằm về đây cả chục ngày nữa, rồi giờ cẩu mai đem về nữa. Mà mai thì gia đình chúng ta thấy là cây bự bự gì nó rất là chiếm chỗ luôn, đó thì khổ, phải nói là quá khổ luôn cho cái tình cảnh của bà con hiện tại. Kinh doanh kiểu này thì gọi là thật sự là con lại luôn á, năm sau là không dám bán luôn. Nhiều người sẽ dùng một cái từ này, thật sự là bán mà chưa bao giờ mà thấy là cây cảnh mà trong mấy chục năm nay mà ế như năm này hết trơn đó. Thì đây tất bonsai đồ đủ hết nè, mà bây giờ thì đâu có ai dám gớ nữa đó. Thì ở đây thì đây là nó bỏ chắc luôn rồi, này là chú lấy đó, những cái cây ớt mà nó héo quẹo ở trơn thì chú chạy xe ba gác đó, chú lấy. Nhiều khi là chú về chú để trên nhà vòng vòng nhà chơi vui, hoặc là cho vòng vòng sớm đồ tình cảm bà con được, tại vì nó bỏ hết rồi, giờ sau giờ thì mình có sẵn có xe đó, mình chở về luôn cho vòng vòng sớm đồ cho bà con vui đó. Những cây tắc này, cây tắc chín nhánh thôi thì không biết sao nó xử lý kiểu nào nữa, thì khả năng cao là những cái cây tắc này là người ta sẽ chặt bỏ, ta bẻ gãy bỏ rồi người ta đi về thôi. Chứ những cái cây tắc này là toàn là nhánh không à, mà bây giờ mà trở về nữa thì tốn quá công, lỗ nặng luôn đó. Phải gốc thì còn ráng trở về dưỡng lại được, còn nhánh là coi như chịu rồi đó. Đây bông hoa bây giờ là xà ngầu ở trơn ha, lôi ra chất đóng lại hết rồi. Thì nhiều khi là bàn hàng với nhau thì người này bán ế rồi chán quá đi về, rồi còn lại mớ hàng dòm qua bên kia đó bán, thì bán được nhiều bán đó, ai ở lại thì cứ bán.
đó thì gọi là cho nhau đó, gọi là nhà vườn tặng cho nhau để lại bán luôn, ai trụ lại thì cứ trụ, còn ai về cứ về. Chứ bây giờ là coi như là quá trời lỗ sập sàn rồi, không biết làm sao chứ. Nhìn cảnh kho của này thì đồm buồn luôn, buồn dữ cho cái phạm cảnh bây giờ. Chiều 30 Tết mà như thế này nữa thì biết làm sao bây giờ. Chưa bao giờ mà thấy là buôn bán cây cảnh mà nó khó khăn như bây giờ hết. Te tua tơi tả hết trơn rồi, những cái hoàn cảnh mình thấy. Bây giờ chị đang cố mà lựa những cái chậu mà cúc mâm xôi đây. Đó, mình thấy là bây giờ thì thật sự mà nói, mua được thì gán mua cho bà con, gán mua được giá cho bà con nhà vườn, tội nghiệp người ta khổ quá trời rồi. Gọi là ế te tua tơi tả rồi mà giờ này mình lại mà còn ép giá từ 1.000 đồng nữa thì thấy là quá tội. Và thật sự mà nói như vậy thì quá chua quá chát cho bà con luôn. Rất là buồn ha, còn tội nghiệp cho bà con. Nó bán bây giờ là còn gì nữa đâu mà để mất đâu. Hết rồi, coi như là bây giờ là dùng từ hết rồi, nó còn gì nữa đâu. Buồn, gọi là buồn thê thảm, buồn đứt ruột luôn rồi. Tình hình hiện tại gia đình chúng ta thấy tắc đâu nè. Đó, mua bán rẻ cho, bán bao nhiêu cũng bán hết trơn. Bây giờ không bán thì trở về lỗ sặc gạch luôn. Mà giờ bỏ thì không biết bỏ ở đâu nữa. Có nhiều người ta thấy là có cái hiện tượng là chặt bỏ, chặt ngay, chặt cắt bỏ, là gia đình chúng ta thấy đó. Bây giờ nguyên cành gì để gì thì tiếc, mà bây giờ trở về thì lỗ quá nặng rồi, trở về trốn thêm một chuyến xe nữa thì cũng quá đau. Cho nên là quyết định là chặt bỏ, bẻ gãy hết đó để đi về. Mình thấy là thương, rất là thương cho những cái hoàn cảnh như thế này đây. Đó thì bây giờ là coi như là chất đống hết rồi. Quá trời cây cảnh, hoa cảnh năm nay coi như là tiêu điều đủ kiểu hết rồi. Mình chưa bao giờ mà thấy thì hoa Tết năm nay là như thế này. Còn đầy hết trơn như thế này thì coi như là thua. Năm nay chỉ có dùng một cái từ thôi, đó là thua và thua. Rất là buồn cho bà con trong những cái hoàn cảnh như vậy. Đây thì khi thấy có dàn bông đây, người ta cũng xả rồi. Xả quá trời luôn. Đây thì xả đầy hết trơn luôn. Đó thì coi như là năm nay bán không được rồi. Te tua tơi tả hết đó, xả đầy hết rồi. Ai vô cũng lựa gì lựa, muốn lấy gì lấy, bán giá rẻ cho. Bây giờ không cần phải trả giá gì nhiều đâu. Đó nhưng mà kỳ lắm. Nhiều bà con vô thì cứ trả giá sập sàn luôn. Người ta rẻ, người ta sổ, mà sổ gọi là đứt dây thun quần luôn rồi. Mà cũng vô cũng phải nói là trả giá nữa. Phải trả giá nữa. Mua sao mà rẻ, mua cho nhà vườn mà khóc lên khóc xuống luôn. Mua sao mà nhà vườn thà đập bỏ luôn mà không bán. Trả giá đến mức độ đó. Nhiều khi mình thấy những cái hình ảnh mà nhà vườn thà đập bỏ luôn không bán. Mình thấy nó những cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà không phải tự nhiên nhà vườn lại làm vậy. Người ta đi kiếm cơm mà, không phải tự nhiên làm vậy đâu. Tức là phải bức, bị ấm ức, bị bức xúc trong cái hoàn cảnh nào đó. Giả sử như hoa bây giờ là một hoa cúc mâm xôi đi, dạng thọ đi, 100.000 cặp, mà giờ nói là 20.000 cặp nó mới mua, ví dụ như vậy. Hoặc là 10.000 cặp nó mới mua, để trả nó mức độ giá đó luôn. Mà nhà vườn đang lỗ nó rồi, đang bí đường bí thế nữa, thì nghe những cái câu đó thì rõ ràng là người ta đập bỏ luôn, chứ người ta không bán. Tại vì bán vậy thì bán để làm gì nữa, thôi cho rồi luôn. Đó thì nhiều cái hoàn cảnh ha, thấy nhiều hoàn cảnh. Những cái tắc ở đây thì như là nó cũng bắt đầu nó rụ lá rồi, như là cái tình trạng thiếu nước á. Đây là thiếu nước rồi đó. Bây giờ là nhà vườn nó nản quá, nó bỏ luôn, mà nó tưới chăm sóc gì đâu, có bán được gì đâu mà lôi ra tưới để làm gì nữa. Thôi thì cũng thua luôn ha. Thì mình thấy đó, nhiều cái hoàn cảnh như vậy thì dẫn đến cái cuộc sống của bà con. Đây thì thấy một số cây người ta đã tỉa cành, người ta tỉa hết để mà để năm sau, dưỡng lại năm sau bán đây, chuẩn bị lên xe đây. Tỉa nhánh hết rồi. Đó thì những cái mai đây, mai mini ha. Đó thì thấy anh đã lấy kìm, nó cắt nhánh bỏ hết để người ta gom lại đem về dưỡng năm sau lên bán tiếp. Nói chứ là cái mai thì để trồng một, cũng phải là tính từ năm trở lên. Dù là cái cây nhỏ hay cây lớn hay chiếc nhánh đồ làm cũng rất là lâu. Nên là người ta tiếc, người ta tỉa lại hết, cắt bỏ nhánh hết để dưỡng năm sau làm tiếp. Clip của em đi đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em đi cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.